là mình mừng lắm rồi, không cần được đừng có mà tháo móng là ok rồi. Sợ nhất là tháo móng mọi người ạ, tháo móng là hết vui luôn. Khách vào một cái bảo cắt ngắn đi là thôi, buồn lắm, móng đang dài đang đẹp tự dưng bảo cắt đi là thôi buồn. Quỳnh ơi, phải không em? Đau quá không nhỉ? Sợ nhất là hai bên sai, nhưng mà hai bên sai mình sao thì hết sợ là nó đẹp. Chắc nó mua hai bên nó không có mở những cái kỳ nữa. Mình sơn hai bên nhớ để ý nha. Người bạn bút treo và không biết cái bút sạch màu hết không phải á. Chứ là bút ở cái cạnh ở dưới luôn nha. Chứ hai bên mình nó có bút đi nó bay hết màu ấy. Như bạn khác bạn có tính bạn không có chịu đâu, mình vuốt cho nó biết màu là mình vuốt từ bên dưới cạnh móng thôi, chứ không thể nào mà mình vuốt sạch hết hai bên treo không có treo là không được nha. Hai Phương Thảo Trần too good bro, oh my god, thank you Alex, thank you bro, how are you? Haven't seen you in a long time. Haven't seen you and Lolo. I'm great, just busy. I'm very good. I haven't seen you and Lolo for a long time. Please see you guys soon. Happy New Year!
I hope you have the best years and luck. All the best. Lucky the whole year. To yourself and your family. Super busy right now. Yeah, I can tell. I saw Lolo having live stream like usual. But yourself, I don't see you gonna go on live as much as before. I know that you're so busy. YouTube, bro. You're trying to be really good like you. Aww. Thank you. You're good. Thank you. Hello, Kim. Hi, Kim. Phải không chị? Cái này là Long review nha. Bạn khách này à, review thôi chứ không phải phun xét nha. Review bạn ấy tới được 3 tuần trước. Lần này là bạn ấy tới để review thôi. Review nhưng mà vẫn giữ shape chứ không có đổi shape. Thì có những cái trick nho nhỏ nha mọi người, là mình làm review nhưng mà vẫn giữ được cái shape của người ta nha. Và khi mọc ra nó vẫn rất là natural chứ nó không có show bulky. Chúc mừng năm mới chị Kim nha. Chúc mừng năm mới chị. Khi mà mình khách tới thì cái móng người ta vẫn không có show nhiều, cái spot behind vẫn lại không có bị lip. Và khi mà mình fill thì nó không có mất nhiều thời gian. Thì mọi người đăng ký lớp nha. Ở trong lớp thì Long sẽ chỉ những cách khi mà mọi người review và full set làm sẽ như thế nào luôn nha. Để không mất nhiều thời gian mà mình vẫn giữ được cái shape của khách nha. Năm mới mọi người nha. How was you guys New Year? Mọi người New Year có ok không? Có vui không? Hai bé Nguyễn. Hi chị Jenny, khỏe không chị? Con Jenny khỏe không? Mình lấy cái màu bên dưới cái móng để mình giữ shape á. Mình try để mà lấy hai bên cạnh móng luôn nha. Chứ mình đừng có lấy những cái bật mạnh hai bên luôn, mình sẽ bị mất cái shape á. Cassette của người ta. Hai Jenny khỏe không em? Jenny đã lấy đồ chưa hả em? Jenny đã lấy đồ được chưa?
hai cái ngón nước cho lòng sẽ cho cái phôi của Dior nha, mình cho hai cái phôi của Dior cho nó đẹp. Còn mấy ngón kia là mấy một ngón bên kia mình sẽ làm một ngón đỏ, mình sẽ làm diamond. Màu đẹp số bao nhiêu vậy? Số bao nhiêu đẹp của anh? Màu này là của màu của D&D nha. D&D số 67 cho màu red và D&D 595 cho màu nước. Tối nay không ai chở đi được, chắc đồ cuối tuần này được. Ok được luôn em ơi, anh hỏi thôi, khi nào cũng được nha. Nước sơn của Long đang xài là cái màu của D&D nha, màu lên nó rất là đẹp luôn đó. Màu đỏ và màu nude đẹp quá. Những cái New Year và Valentine này thì những cái màu đỏ như vậy khách có xài rất là nhiều luôn. Tiệm nào mình cũng nên có sẵn màu đỏ. Sư phụ dạy em làm rồi. Anh năm một năm mới lấy được em. Hai nhung. Sống ra như đĩa. Ok, cảm ơn em. Lời chúc không hề khịa tí nào.
Hai Quân ơi, khỏe không em? Nói hát cao kia với Quân mà cũng không hát được không này. Bận quá. Hi baby. Yeah. Đẹp quá anh Long, thì cảm ơn em. Anh làm hai ngón này là Dior, hai ngón Dior và hai ngón là mình sẽ làm, cái này là một ngón Dior hay là hai ngón nhỉ? Chúc anh Long năm mới vui vẻ, phát tài phát lộc như ý. Cảm ơn em. Chúc anh năm mới nhiều sức khỏe nha. Dior. Thank you Quân nha. Hôm nào mà qua Tết có tham anh em mình hát karaoke chung với nhau nha. Hứa mấy lần mà không có tham luôn. Cái phôi đồ á mọi người nhớ là chùi lại tí xíu để cho nó sạch nha. Mình có làm bất cứ cái design gì này nó cũng nó phải sạch nó mới đẹp. Design mà nó không sạch cũng không có đẹp được đâu. Tất cả mấy cái design mình phải clean nó lại một tí xíu. Hi, chị Kim. Thank you chị Kim nha. Thank you chị Kim nhiều. Dior này Lâm có nhiều màu lắm nha mọi người, đang available để mua nha. Lâm có rất là nhiều màu luôn, cái màu Lâm đang xài là màu đỏ nè. Mọi người đủ thứ màu ấy, mọi người inbox cho Lâm để mua cái hộp này nha. Một hộp thì rất là rẻ luôn nha, có 15 đồng mà. 15 đồng một hộp mà, rất là nhiều design của Dior luôn nha. Inbox cho Lâm để mua nha. Về rất là nhiều luôn. Dễ thương không mọi người ơi?
mình miết nó một tí xíu nha, để cho nó ra nó không có bị đứt. Mâm sợi mấy cái vòi nào mà nó đứt thì nó xấu lắm. Hi Tracy, hi chị Lily. Những cái mà bên cạnh của cái phôi mà nó ra mà nó không có liên quan tới cái design á, mọi người phải chùi nó nha. Bên cạnh phôi mình nó ra mà nó không có liên quan tới cái design của mình ấy, mấy cái chữ ấy, nó đụng nó, chùi nó ra. Mình không có muốn nó vào, nó làm cái design của mình nó bị mess up, mình rất là dơ và rất là xấu. Cái gì mà mình không thích mình chùi nó ra. Design của mình nó đẹp hơn đấy. Nhìn dễ thương ha. Thì ôi nhìn rất là sang luôn. Những cái khách nào mà làm màu đỏ ấy, mọi người cho một tí xíu nút với kiếm những cái design nút với đỏ để mix chung với nhau. Chứ đừng có làm màu đỏ hết, nó không có được đẹp lắm. Màu đỏ hết nhìn nó rất là nhiều, màu đỏ nó là cái màu bi gì. Bất cứ cái design gì mà lên màu đỏ nó rất là khó. Thì mình nên match nó một tí xíu, một hai ngón nút xong rồi bỏ đỏ trên đấy. Cái design đỏ trên như là cái Dior này này. Thì nhìn nó bớt bi gì hơn đấy. Còn cái base của nó lúc nãy là Long làm Long Sơn hai lớp gel của D&D trước nha. Xong rồi Long sẽ lấy cái phôi gel của Long Nguyễn. Long quét một lớp phôi gel của Long Nguyễn lên và hơ đèn trong vòng 20 giây. Sau đó Long sẽ lấy ra và bỏ để phôi trực tiếp lên luôn 20 giây nha. Mọi người nhớ làm phôi gel là làm 20 giây. Thì nó sẽ ra vừa đúng luôn, không quá khô và cũng không có quá bị ướt. Phải xài phôi gel nha mọi người. Mọi người không có phôi gel á là cái phôi nó ra nó không có đẹp đâu. Một chai phôi gel là 12 đồng nha. Ai chưa có thì inbox cho Long nha. Mình phải có cái phôi gel. Long bán cả cái phôi Dior này luôn nha. Bán cả phôi Dior lẫn phôi gel luôn mọi người. Không phải ngồi vẽ nữa đâu. Mình có những cái phôi này mình sẵn rồi, mình chỉ dán lên rồi mình bỏ top coat là xong rồi. Một hộp phôi gel là 15 đồng nha. Còn một chai phôi gel là 12 đồng. Em có phôi khác nữa không? Chanel LV. Phôi Chanel LV em có luôn nha. Phôi Chanel LV em có luôn. Có cả loại mic. Mấy người hãy gọi phôi. Hãy gọi phôi.
Floy của LV với lại Gucci nha, có cả Mickey nữa luôn nha, đẹp lắm. Với lại có cả Fendi Dior với lại cái hoa nữa luôn. Chị Kim đợi em tí xíu nha, em cho chị xem cái hộp Floy mới của em nha. Floy mới rất là đẹp luôn nha. Treo mình lấy ở bên dưới, mình lấy ở bên dưới ra cho mình, đừng có trà hai bên nha, trà hai bên mình sẽ lấy mất cái treo của nó thì dễ bị lít nha, và khi sơn thì dễ bị mất màu, nhưng mà mình vẫn giữ được cái shape của móng nha. Shape của móng là cái quan trọng nhất nha, khi mà mọi người sơn mà không giữ được cái màu của mình nó làm cho mất shape. It doesn't matter mọi người có sơn đẹp như thế nào mà mình bị mất shape ấy. Cái bộ móng mình đẹp thế nào mà sơn bị mất shape nó sẽ hư cả bộ móng luôn. Thành ra khi sơn nó để ý thì mà giữ cái shape của mình không có bị mất nha. Đây mình đang có cái hộp Floy đây rồi. Hộp Floy này là hộp Floy của Dior nha, Dior, LV, Gucci. Thì ở trong này nó có cả những cái design mà hoa đó, hoa và 7 màu này. Rất là đẹp luôn. Cái này là đang rất là hot luôn nha mọi người. Thì inbox cho Long. Còn cái này là LV. Gucci, LV. Hi Amanda, how are you? Mickey nữa nè. Mickey, LV, Gucci. Tùm lum hết nhiều lắm. Thì ra là mình xài rất, mình bỏ lên móng rất là đẹp luôn. Hôm nào Long sẽ demo cái mẫu này cho mọi người xem, đẹp lắm. Kiểu này mà mình biết cách mix, mình mix ra rất là đẹp. Mình không ngồi phải vẽ nữa đâu. Foil, cái foil này nó sẽ giúp cho mình hết rồi. Hello baby. Hi, how are you? Good, how can I help you today? I was wondering if there'd be any manicure. A manicure, yes? Yes. Can you wash your hands? Pardon? Shellac, yes, yeah, please. You don't mind that? Absolutely. I'm good, I'm just sitting in my petty chairs, giving myself a petty. Okay, cần thân hai lần cho top design không em? Dạ không ạ, một lớp thôi chị ơi. Một lớp top thôi, không cần phải hai lớp đâu nha. Thì size top của em bên em rất là tốt nha, dài cho tất cả các loại treo luôn. Và chắc chắn mọi người khi size cho cái design không có bị chắc luôn nha. Không cần hai lớp, một lớp là ok rồi. Rất là foy mà. Nó chắc mà. Oh my god, I want to have a pedicure too, Amanda. I wish someone giving me a pedicure. I want to have a pedicure done. Mọi người ai cần foil với lại foil gel thì inbox cho Long nha. Cái design này rất là đẹp, rất là dễ làm luôn. Còn cái tip mà Long đang xài là cái tip vuông nha. Long đang xài tip vuông. Tip vuông một hộp 20 đồng nha mọi người. Dài lắm, tip vuông dài lắm. Mọi người cho mọi người làm móng dài cũng được, mà cắt ra làm ngắn cũng được luôn, rất là đẹp luôn. Let's see curve nha. Dễ gắn, dễ làm. Đáp là shape on point luôn nha. I'm gonna take your time. I'm gonna take my time.
Hai Lâm Lâm Hoàng gì? Đỗ hả? Đỗ Hoàng Lâm hả? Chúc mừng năm mới anh. Chúc mừng năm mới em. Chúc em năm mới an khang thịnh vượng nha, nhiều sức khỏe, phát lộc phát tài. Một ngón thì mình, một ngón này thì Long sẽ làm cho cái charms đi cho nó đẹp ha. Charm của mình nhiều đồ không? I have the most fancy charms ever. Hơi fancy một tí xíu, mọi người Long thích fancy lắm. Hơi biết à? Charm như vậy rất là đẹp cho mọi người làm luôn nha. Hôm nay Long sẽ xài, em mua về về em bán thì em xài hay là cũng gần hết cho đấy mọi người. Còn là đồ bán mà lấy Long xài hết sạch luôn, không tin luôn. Những cái charm rất là đẹp luôn nha. Nhiều bạn hôm trước hỏi cái charm này rất là nhiều luôn nha. Đẹp lắm. Tí nữa em gửi cho em dán cho mọi người xem, đẹp vô cùng đẹp nha. And another V up go on the bottom. Okay. Just one for now. One nail for now, and then if you like more, do more, we do more, okay? Rồi mà cái tượng mà vẫn không nhớ mà mình bắt có đồ luôn, tin luôn. Dạ này. Cái sờ cái mình thấy nó bóng bóng nên tưởng nó chưa bắt cốt. Thôi, bằng làm tiếp đi. Mà chiếc ghế này sao nó bóng này. Okay.
kêu mình dám mình đánh đá nha, đánh tí đá lên cho nó đẹp. Tôi tiếp tục đánh đá rồi bé ơi, các đá. Tiếp tục đánh tròn một tí xíu nha, đánh tí tròn cho nó đẹp nha. Fancy. Em thích fancy lắm, thành ra là mọi người mà về thì tim của em nó hơi sến một tí xíu nha, em sến lắm. Nail là phải sến mọi người ạ. Những cái charm này Long có bán nha mọi người, từng túi như vậy. Mọi người về fill vào trong cái hộp á, xong mình đính nha. Nhiều lắm. Những cái charm như vậy mọi người phải mua để mà đính ở trong tiệm nó rất là đẹp. Khách mà nó rất là thích luôn ấy. Nhìn nó fancy, khách nào cũng thích cái đó. Và bạn Long bán theo từng gói nha mọi người. Mọi người về fill vào trong cái hộp nha. Đấy, mọi người thấy cho đẹp không? Tiệm là phải có cho để sẵn nha. Khách nào hỏi cái là mình mang ra luôn cho nó đẹp. Xem canh để cho nó thẳng trước khi mà mình curve, bỏ vào đèn mình curve nha. Long đính đá bằng treo, đính đá của Long Nguyễn nha mọi người. Mọi người sẽ treo của em bao luôn là nó sẽ đính không bao giờ rơi nha. Thề luôn là không bao giờ rơi luôn nha. Treo đính đá của Long Nguyễn nha. Nằm ở trong cái pot như vậy này, treo đính đá của Long Nguyễn Rhinestone Gel nha. Xài thử treo của bên em đi. Bao không rơi hạt nha. Charm của bên em xài á không bao giờ rơi mọi người, charm và đá không bao giờ rơi. Cho đá bên em là custom, em custom chuẩn luôn ấy. Không có bị mù mà không có bị rơi luôn. Mặc dù em bỏ em thấy rất là nhiều treo luôn ấy, mọi người tin không? Không bao giờ. Không rất nhiều treo mà không có bị mù mọi người đâu. Bỏ cái là nằm im một chỗ thôi. Thời đại của John rồi mọi người. Fancy nail. Thank you chị Kim nha. Đúng rồi, phải fancy thì mới lấy được nhiều tiền. Bỏ đá, bỏ charm lên, bỏ foil lên thì mình mới lấy được nhiều tiền nha. Xong rồi ở dưới cái vi á, mình muốn nó fancy hơn á, mình có thể làm thêm một cái vi nữa. Ở trong cái set của mình nó có mà. Đấy, mình cứ lấy là mình xài thôi. Ở trong mỗi cái set như vậy nó đều có những chữ vi mà không có đá ở trên đó. Chữ vi không thôi. Thì mình cứ lấy cái đá ra mình xài, mình bỏ lên cho nó thêm phần fancy nhé. Này, nhẹ không? So fancy luôn. So bling, thấy không? Very bling and very fancy. Bỏ lên cho đẹp nha. Không mất nhiều thời gian, đúng rồi. Vẽ, mọi người nghĩ đi, những cái Dior như vậy, từng chữ Dior như vậy mà mình ngồi, mình vẽ nó mất rất là nhiều thời gian luôn. Mọi người đính đá với lại dán phôi nó có đâu có bao nhiêu thời gian đâu.
Nó tiết kiệm cho mình biết bao nhiêu là thời gian. Bảo em mà ngồi vẽ từng ngón như vậy chắc chắn là em sẽ không vẽ rồi. Mất quá nhiều thời gian đấy. Rất là mùa Valentine nữa, khách bận mà ngồi mà vẽ từng cái chắc là chết luôn ấy. Đấy. Xong mình sẽ đi kiếm những cái phôi này, những cái cho như vậy mình đính cho nó nhanh. Sorry. Mọi người nhớ là phải check cho nó kỹ trước khi mà mình hơi để treo nha. Ok không mọi người? One more, oh that's good. Xong rồi mọi người nhớ mua cái rhinestone gel của Long nha. Rhinestone gel nó sẽ giúp cái gel của mọi người last very long. Thường thường là như thế này là xong rồi, nhưng mà Long thì Long rất là kỹ. Mình thích cách của mình nó secure, mình không có muốn đi đâu mà cách nó bị rơi, nó mà gọi mình nó làm phiền ấy, mình không thích. Thì mình sẽ seal một tí xíu xung quanh nó để cho nó make sure. Mặc dù như thế này là ok lắm rồi, không có chóc đâu, nhưng mà bỏ thêm tí gel thì sẽ làm cho mình feel better hơn đấy, feel secure. Đấy, như vậy thôi là xong rồi. Mình vòng một vòng của gel ở ao nữa là xong rồi. Bắt làm thì làm nhiều thêm đâu đấy. Nhanh gọn lẹ. Inbox cho Long. Ok chị Kim ơi, có gì em inbox cho chị em làm xong em tắt cái like inbox cho chị nha. Phôi em có mấy ba hộp mới là phôi Dior mới nè, phôi của Gucci, LV, có Mickey rất là đẹp luôn, cả Fendi, Mickey nè, Burberry nè, ui nhiều lắm, đẹp. Và cái này nữa, cái này chắc chắn là nhiều người thích luôn rồi này. Ba hộp thì rất là hot luôn nha. Mọi người tha hồ design những cái design hot nhất luôn nha. So nice. Hi Khánh Ly. Thu Thu ơi. Hi Nhung Tô. Hello. Hi, yes. Oh no, we don't do mobile service. No. No, not that I know anybody doing mobile service. Sorry about that. Okay.
ông qua bộ nail quá xuất sắc. Cảm ơn Nhung nha. Nhung khỏe không? Cảm ơn Nhung nhiều nha. Bộ nail này không phải là full set nha. Không phải full set, thành ra nó cũng không có perfect lắm đâu. Long không thấy nó perfect lắm đâu. Tại vì cái này Long làm review thôi, không phải full set. Full set thì nó sẽ perfect hơn nữa. Ok thôi. Bộ nail này nó nằm ở cái bộ refill này thì nó nằm ở cái tầm là ông check nha. 75 75 75 với 4 ngón Dior. Bộ này thì nó tầm nằm ở cái tầm là 110 đồng nha, refill 110 đồng. Refill với lại design 110 nha. Hai anh Sơn. Bộ nail này chắc là nằm ở cái tầm 110 nha, 110 thôi, tại vì nó chỉ là refill thôi mà. Đấy. Mọi người thấy ok không? Thank you mọi người nhiều nha. Thank you. Bạn nào mua foil thì inbox cho Long nha. Mua foil thì Long inbox cho Long, Long sẽ lên đơn cho mọi người luôn. Foil ba hộp mới nè. Treo đính đá với lại cái charm, những cái charm như thế này Long cũng có bán luôn nè. Và cái treo đính đá ở bên dưới cũng có bán luôn nha. Móng vuông cũng có bán luôn. Vuông coffin dài như thế này Long cũng có đều có bán hết luôn nha. Inbox cho Long nếu mà mọi người muốn nha. Cảm ơn mọi người nhiều nha.